Các bạn nên tập câu chạy bát này. Bát 3 2 1. Mi fa mi re do si la. Re chắc cháo chắc là. Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại. Kỷ niệm ngày xưa sao nối hết cho vừa. Anh ở phương xa, tôi người nơi xứ lạ. Một đời đổi thay cho mình thương nhớ nhau. Đăng ký theo dõi kênh cũng như là chia sẻ về để chúng ta nhớ những cái bài tập về guitar để chúng ta học cho nó dễ. Nếu dây đàn guitar của anh chị bị rỉ sét, bị rít, đánh nó còn không còn hay được nữa thì đừng có lo, cần nhấc điện thoại lên và đặt cái số bên dưới, bên em sẽ giao dây tận nơi đến quý anh chị và các bạn. Hai bộ dây được yêu thích nhất hãng của Alice có chốt các chìm Alice này. Hai bộ dây này chỉ có 150.000 và được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bên cạnh đó thì Khánh sẽ tặng thêm một cái giáo trình để chúng ta học đàn cùng với chương trình Guitar Phúc, có những cái thế tay hợp âm bên đây nha, tặng giáo trình nè, rồi tặng cái tay quay để chúng tay quay này để chúng ta vô dây cho nó đẹp nè, vô dây quấn nhiều vòng. Dây 1, 2 quấn nhiều dòng sẽ khó đứt và bền hơn. Tặng kèm một cái hộp bích với hai cái bích. Hai bộ dây chính hãng tặng thêm 3 món nữa mà chỉ có 150.000 thôi. Miễn phí vận chuyển đến quý anh chị các bạn luôn. Nhanh tay đặt hàng để nhận được những ưu đãi sớm nhất nha. Qua một rừng hoang, gió núi theo sang, dẫu bụi đường trên vai. Hai cây hoa dài lẻ loi bên đường, gọi hoa chính nữ. Hoa chính nữ không bằng mà bằng nàng hồng kiêu sa. Hoa đâu dám khoe màu, cùng nàng cũng vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn, nhìn hoa trinh nữ đẹp. Kẹp cái bô ngang ba, sau đó chúng ta chuyển theo những hợp âm để cho nó quen những hợp âm cơ bản. Ví dụ, qua mùa rừng hoang, gió núi theo sang. Chuyển hợp âm tay trái quen rồi, chúng ta mới ráp công thức vào. Bấm đăng ký theo dõi kênh, bấm chia sẻ về cùng tập đàn với Guitar 5 Phút hiệu quả mỗi ngày. À, cái này mình đang test là test cái cấp đại âm thanh này nha. Dạ, đây mình cấp AD35 nè. Dán vô thôi. Chọn cái nói cái loa Aroma. Loa này là chuyên cho guitar nè anh em. Thì đây tiếng mộng nè. Tiếng mộng. Chưa có ra loa. Rồi bây giờ mình gắn qua loa nè. Bây giờ mình tăng volume của loa lên nè. Là tiện dụng luôn, đi kèm với nó có một dây sạc để chụp sạc chung với điện thoại, và chúng ta có thể là đặt hàng tại số Zalo. Không cần biết bài này điều gì, nhịp gì, mình cứ chuyển đi sông Việt như lại xuống nè. Đi sông Việt Nam theo bánh con tàu quê, qua đèo Hải Vân mây bay đến núi. Cũng như là cho chúng ta một like. Bộ kết nối không dây của đàn đa loa chính hãng, chất lượng và rất là nhiều anh em nhạc công yêu thích. Swift Audio thường là bên Khánh sẽ kiểm tra thật là kỹ lưỡng trước khi giao đến tay khách hàng, nên là cái chất lượng là bắt buộc bên Khánh phải test thật là kỹ. Sổ hướng dẫn sử dụng chính hãng Swift Audio và chúng ta có thể gặp cái này rất là dễ luôn. Ở đây chúng ta có cái cổng sạc nè,
Để mở lên thì chúng ta chỉ cần ấn và giữ, mở lên cái là hai bên đã kết nối luôn nha. Rất là dễ, rất là thuận tiện luôn. Cái đàn thì chúng ta gắm vào đàn và hình của loa thì chúng ta gắm vào loa. Một cái thì mình gắm vào âm ly nè, còn một cái thì mình gắm vào đàn nha. Còn đây là cái quy rất là thường thôi, nhưng mà tiếng ra rất là sạch. Thì Khánh sẽ để cái điện thoại quay ở đây và Khánh sẽ ra xa khoảng 6 mét. Đập thoải mái, gọn nhẹ, pin dùng rất lâu, chất giá hiện tại là 799.000 và miễn phí vận chuyển tận nơi. Nhanh tay đặt hàng vì số lượng rất có hạn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều vì 3321 23 123. Trong những cái trang hợp âm mà chúng ta hay nhìn, có rất là nhiều hợp âm mà họ bắt mình chuyển. Tuy nhiên mình cũng không cần phải chuyển hết những hợp âm đó. Chúng ta chỉ cần giản lược làm sao đơn giản nhất và đánh nó vẫn hay, vẫn êm như bình thường nha. Bây giờ mọi người thử xem Khánh đánh giản lược bớt. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hãy bâng khuâng nhịp chân theo ạ. Đường chừng như cô đơn, nên khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn. Tập cái dễ trước, từ từ chúng ta cũng sẽ tập được thôi. Quý anh chị có thể thả tim và bình luận những ý kiến thắc mắc để chúng ta tương tác với nhau, cũng như bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo cùng với chương trình. Đây là lần đầu tiên mà trên tay Khánh được cầm một cặp micro không dây, hát rất là nhẹ và rất là xịn sò như thế này. Pin sạc bên trong, đó là smartphone micro không dây ha. Đây là cục pin sạc của nó nè. Nào, chúng ta cứ sạc như điện thoại rồi, xài được rất là lâu, 5-6 tiếng luôn, chơi thoải mái, thả có dễ lắp luôn. Đó, đèn thì chúng ta chỉ cần bật bấm một cái nhẹ thôi là nó lên đèn. Cục này cũng xài pin sạc luôn và chúng ta cắm vào bất kỳ cái loa kẹo kéo hay là âm ly nào cũng sử dụng được hết. Bây giờ chúng ta bật hai cái cùng một lúc lên nè. Và chúng ta đứng gần với nhau luôn. Đứng gần âm ly và bật không phú. Bắt rất là nhẹ nè mọi người nha. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông. Bật luôn nè. Khơi lòng bao nỗi nhớ. Đây là tần số cao nè, hút rất là đã. Bật hai cái luôn. Trời nắng mưa rất là nhẹ. Cho ước áo em thơ. Mưa rơi từ bão xưa. Micro không dây pin sạc như điện thoại sẽ được Khánh test rất là kỹ và rất là đẹp luôn. Sẽ giao tận nơi toàn quốc. Mình có thể đặt hàng qua số Zalo ạ. Xin cảm ơn.